Sau một thời gian tạm lắng xuống bởi những bi kịch hôn nhân giữa cô dâu Việt và chú rể Hàn Quốc như báo chí đã đăng tải, phong trào đi làm dâu xứ sở kim chi của các cô gái Việt Nam gần đây lại gia tăng đáng kể trở lại. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2010 tại Hàn Quốc có gần 40.000 cô dâu Việt xếp đầu danh sách các cô gái ngoại quốc đến làm dâu tại Hàn Quốc. Trong số những trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì có tới 70% là thông qua mai mối. Phần đông các cô dâu Việt sẵn sàng chấp nhận những cuộc hôn nhân không tình yêu, nhắm mắt đưa chân tìm đường lấy chồng Hàn chỉ với một hy vọng mù mờ có ngày được đổi đời mà không biết điều gì đang chờ đợi trong cuộc sống của họ ở nơi xứ sở xa lạ. Không phải không có cô may mắn đã tìm được hạnh phúc trong cuộc sống, số này không nhiều, mà phần đông vẫn cảm thấy vỡ mộng, cô đơn và buồn chán với cuộc sống ở Hàn Quốc. Phần vì thực tế không diễn ra như mong muốn của họ, phần vì xã hội mới thực sự xa lạ và khó có thể hội nhập. Tạp chí Cộng đồng hôm nay muốn tìm hiểu thêm về sự hòa nhập của các cô dâu Việt vào xã hội Hàn Quốc. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chị Nguyệt Ánh, thạc sĩ xã hội học thuộc khoa xã hội, Đại hội Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, đã có một thời gian dài nghiên cứu tại Hàn Quốc về vấn đề hôn nhân với người nước ngoài ở Hàn Quốc. Chị Nguyệt Ánh đã có dịp tiếp cận với nhiều gia đình Việt Hàn để tìm hiểu cuộc sống, tâm tư và mức độ hội nhập của các cô dâu Việt trong xã hội Hàn Quốc hiện nay. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với chị Nguyệt Ánh. RFI xin thân chào chị Nguyệt Anh. Được biết, chị đã có một thời gian dài sang Hàn Quốc để tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc sống của các cô dâu Việt ở Hàn Quốc. Xin chị mô tả đôi nét về cuộc sống thực tế của các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc hiện nay ra sao ạ? Chung chung thì mấy cô nói là nhìn chung về đời sống vật chất thì bình yên, không có gì cả và họ cũng khá là hài lòng. Mặc dù là so với thu nhập chung của các gia đình hàng trung bình thì vẫn còn thấp hơn, nhưng mà về cơ bản thì họ cũng so sánh là tốt hơn là cái thời mà trước khi lấy chồng nước ngoài, và họ dường như là hài lòng với chuyện đó. Nhưng mà họ cũng nói là họ hay nhớ nhà, rồi cũng ít gặp bạn bè, mà gặp bạn bè thì nhiều lúc nhà chồng cũng không có đồng ý lắm. Chỉ có những cái người ví dụ như là các cô dâu mà cùng lấy chồng cùng ngày á, thì thường là họ giữ liên lạc với nhau, và khi qua Hàn Quốc á, thì họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau. Ví dụ như những cái cô mà ở gần nhau thì lâu lâu đến qua thăm nhau, nhưng mà những cái cô mà ở các tỉnh xa nhau thì coi như là hầu như là chỉ biết ai sống người đó thôi. Còn lâu lâu thì họ đi nhà thờ. Những cái nhóm người Việt cả lao động xuất khẩu lẫn các cô dâu thì thường đến đó gặp nhau. Gặp không phải là vì lý do tôn giáo, mà là chỉ là để đi ăn chung với nhau rồi gặp nói chuyện nhau thôi. Về đời sống vật chất thì nói chung họ tạm hài lòng, còn đời sống tinh thần thì họ cảm thấy là cũng cô đơn, cũng lẻ loi nhiều. Cho nên có nhiều cô thì lại lấp đầy cái khoảng trống đó bằng cách là có mối quan hệ với lại các anh chàng đi lao động xuất khẩu. Và số đó không ít chút nào. Nguyên chứng kiến nhiều cảnh, thí dụ như là một người chồng Hàn Quốc thì đang chăm con, cho con uống sữa, mà trong lúc đó vợ mình thì đang gọi điện cho bạn trai, mà ngay trước mặt luôn, nhưng mà các anh chồng Hàn Quốc thì không biết tiếng Việt nên là vẫn cứ cười nói vui vẻ. Nguyên có tìm hiểu không chỉ là các cô dâu mà còn về lao động xuất khẩu á, thì Nguyên mới được biết là những cái anh này hầu như anh nào cũng cố gắng tìm một người bạn là những cái cô dâu mà đang lấy chồng Hàn Quốc làm bạn gái. Số này cũng không ít chút nào. Và cái chuyện này nó cũng lan ra trong cái giới mà những ông chồng Hàn Quốc, cho nên họ bắt đầu là người này truyền tai người kia, cho nên họ cũng nhiều gia đình Hàn Quốc là cấm cô dâu Việt không được liên lạc với người Việt ở Hàn Quốc. Cho nên khi mà người anh đi gặp gỡ các cô dâu thì có nhiều cô thì may mắn là mình được gặp, còn có nhiều cô thì là gia đình chồng không cho gặp. Rồi có nhiều cô thì người anh phải đến những cái, ví dụ như là họ tổ chức lễ hội bên kia, thì thường là những lễ hội cho người các gia đình đa văn hóa, hay là đi nhà thờ thì người anh phải gặp các cô bằng cách là đi nhà thờ cùng. Thưa chị, thế còn về phần các ông chồng Hàn Quốc, họ là những người như thế nào ạ? Một câu hỏi mà có lẽ ngay cả các cô dâu Việt cũng chưa chắc đã tìm hiểu được rõ ràng trước khi kết hôn ạ. Trước nhất là những cái người này thì hầu như là có thu nhập thấp so với thu nhập trung bình của người Hàn Quốc. Thứ hai là họ đến từ những cái vùng nông thôn, bởi vì ở Hàn Quốc thì bây giờ đang có trào lưu là phụ nữ Hàn Quốc họ thích, đặc biệt thích là con trai phương Tây là một. Thứ hai là đàn ông phải có nhà, có xe rồi là hai.
bởi vì họ không muốn gắn với lại người chồng mà có thu nhập thấp, thì họ cảm thấy là nó bấp bênh về cuộc sống. Mà khi mà đàn ông Hàn Quốc họ đã có nhà có xe, có nghĩa là lúc đó tuổi của họ cũng khá là đứng rồi, mà phụ nữ Hàn Quốc cũng không thích lấy chồng quá 40 nữa. Chính vì vậy mà khi mà những cái người này cố gắng làm việc đạt đến một cái mức mà về thu nhập hoặc là có nhà có xe rồi đó, thì lúc này họ quay lại thì tuổi họ quá lứa, hoặc là người nghèo hoặc là người quá lứa. Và những người mà ở nông thôn á thì lại cũng gặp một vấn đề là các cô gái có xu hướng ra thành thị kiếm sống hoặc là để tìm cơ hội đổi đời hơn, thay đổi cuộc sống, cho họ cũng không thích ở nông thôn. Thì những cái người mà ở nông thôn cũng không rất là khó tìm vợ luôn. Chính vì vậy mà những cái ông chồng này mà ở Hàn Quốc á, thì họ quan niệm rằng là lấy vợ là cùng chủng tộc là được xã hội trọng vọng nhất. Thứ hai là lấy vợ mà phải những người mà đến từ các quốc gia phát triển thì họ cũng tạm chấp nhận. Thứ ba là lấy vợ mà từ cô dâu từ các quốc gia mà kém phát triển. Rồi thứ tư là những đàn ông mà người mà người ta gọi là không có khả năng, có nghĩa là không thể kiếm cho mình được một cô vợ. Thì chính vì vậy mà họ cũng không muốn là bị xếp vào cái hạng là thấp nhất, bị xã hội khinh thường nhất, cho nên là họ muốn là dù sao mình cũng có vợ, và chưa kể là cái chuyện là áp lực từ gia đình là phải có con, có cái, và bản thân họ cũng muốn là họ có một cái nửa còn lại, cho nên là họ tìm về những cái cô dâu mà đến từ các quốc gia kém phát triển hơn. Tại vì đó là chỉ là cơ hội, giống như là một cái con đường cho họ duy nhất. Tại vì các cô dâu mà Hàn Quốc thì đã ngoảnh lại với họ rồi, họ rất là khó. Như vậy thì không ít các cô dâu Việt đã bị vỡ mộng khi bước chân vào cuộc sống thực tế. Vỡ mộng cũng nhiều lắm. Tại vì trước khi qua họ chỉ được nghe qua lời những cái người môi giới, mà những người môi giới này là chui không à. Cho nên hầu chỉ một số người may mắn mà được không bị vỡ mộng là những người mà thứ nhất là được giới thiệu qua anh chị em trong làng, hoặc là bà con chồng xóm á, là những người đã lấy chồng Hàn Quốc trước rồi, và những cái người chị, người em này đã biết là gia cảnh của bạn, của chồng chẳng hạn, hoặc là em chồng hay là bạn bè chồng gì đó mà muốn giới thiệu về cô gái Việt Nam. Thì thường là những trường hợp đó là người bên Việt Nam biết rõ. Còn ngoài ra thì hầu như là những cái người cô dâu mà được môi giới qua những cái đường dây môi giới chui thì hầu như là ai cũng vỡ mộng cả. Về mặt dư luận xã hội thì người Hàn Quốc nhìn nhận thế nào về các cô dâu Việt ạ? Nguyên có hỏi từ thầy giáo cho đến sinh viên cho đến những cái người bình thường, thì họ nói là cô dâu Việt Nam thì cũng họ dùng là cũng ngoan và dễ bảo, nhưng mà còn thua các cô dâu Philippines. Tức là người ta bảo là cô dâu Việt Nam thì dễ hòa đồng, dễ hòa nhập cuộc sống hơn so với các cô dâu Philippines, nhưng mà các cô dâu này thì lại không chịu khó bằng những cái cô dâu Philippines chẳng hạn. Họ hay so sánh với Philippines lắm. Còn so với Trung Quốc, Nhật Bản, những cái cô dâu đó thì họ gần hơn về mặt ngôn ngữ, cho nên họ dễ hòa đồng hơn. Nhưng mà khi mà so sánh với những cái nhóm các cô dâu khác, ví dụ từ Uzbekistan hay là từ Mông Cổ hay là từ Philippines, thì họ xếp các cô dâu Việt Nam lên trên là dễ bảo, cũng ngoan. Ngoài ra thì họ cũng có một số nhận xét không hay lắm, đó là và mới xảy ra gần đây thôi, trước đây thì hiện tượng này cũng khá là ít. Tại vì thường thường thì những cái cô dâu mà mới qua Hàn Quốc chưa biết tiếng khoảng 2 năm đầu á, thì hầu như cô nào cũng rất là ngoan. Bởi vì ra đường mà không biết tiếng Hàn, rồi đi đâu thì cũng cầm một cái điện thoại, mà có chuyện gì thì gọi về nhà chồng, má chồng trả lời giùm hoặc chồng trả lời giùm, nên các cô cũng sợ. Nhưng mà khoảng từ năm thứ hai trở đi, khi mà họ biết đường đi nước bước, rồi họ biết giao tiếp cơ bản tiếng Hàn á, thì lúc đó là bắt đầu họ lại có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài nhiều hơn á. Thì lúc đó là giống như nhiều gia đình Hàn Quốc bảo là khó kiểm soát. Tức là họ cũng có một cái nhìn không được tích cực lắm, mặc dù họ cũng không nói ra nhiều. Chị đánh giá thế nào về khả năng hội nhập vào xã hội Hàn Quốc của các cô dâu Việt Nam? Họ thì họ hy vọng là chồng họ hiểu họ hơn. Tại vì cũng có một cái khó, thực ra mình trách đàn ông Hàn Quốc hết thì cũng không được. Bởi vì họ bị áp lực về mặt kiếm tiền. Tức là họ đi làm từ sáng sớm và về. Không phải như đàn ông ở Việt Nam thì làm khoảng chiều chiều là về. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì phải đến 8-9 giờ tối về là bình thường. Thì lúc đó thì nói chung là nói chuyện vợ chồng giao tiếp xúc cũng ít. Nên vợ chồng cũng khó hiểu nhau. Như thứ hai là ví dụ như mọi người nói là muốn ăn món ăn Việt chẳng hạn, thì là làm một mình thì gia đình chồng cũng không ăn, một mình tự ăn luôn. Cho nên nhiều lúc cũng không muốn làm.
cho nên là nó giống như là bị một chiều. À, lúc mà Nguyễn Anh tham gia hội thảo thì mình cũng nói với các nhà nghiên cứu Hàn Quốc, đây thực chất là một hiện tượng đồng hóa về mặt văn hóa, chứ không phải là coi như là có những cái chương trình đa văn hóa, nhưng bản chất của nó là đồng hóa văn hóa chứ không phải là hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa. Tại vì đa văn hóa thì phải công nhận văn hóa của những cái người vợ ngoại quốc, còn đằng này là những chương trình mặc dù họ hỗ trợ rất là tận tâm, nhưng mà chủ yếu là họ muốn là các cô dâu phải biết về văn hóa Hàn Quốc thôi. Xin cảm ơn người anh. Trong bối cảnh mở cửa như hiện nay của Việt Nam thì việc kết hôn với người nước ngoài là một hiện tượng xã hội bình thường. Tuy nhiên, theo tiến sĩ xã hội học Nguyễn Văn Tiệp thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, để tránh các mâu thuẫn hay rủi ro có thể nảy sinh trong cuộc sống sau hôn nhân thì ngoài việc quản lý về mặt pháp lý cần phải có những nghiên cứu của hai phía để tạo điều kiện hòa nhập hai chiều. Về trường hợp cụ thể của các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp cho biết. Nhìn từ góc độ Việt Nam thì tôi thấy về phía quản lý nó có một cái điều, tức là mặc dù là cũng có nhiều kiến nghị của các nhà nghiên cứu cũng như là những nhà hoạt động chính trị, nhưng mà Việt Nam thì chưa có những cái động thái nào đáng kể để mà có cái sự bàn thảo nó chặt chẽ hơn về những quy định luật pháp, thì trên thực tế là chưa làm được gì nhiều lắm. Vì vậy mà việc mà gia tăng con số mà các quốc người Việt Nam lấy chồng nước ngoài cũng là để cái điều dễ hiểu. Các cái công ty môi giới về phía Hàn Quốc cũng như Việt Nam thì nó vẫn tiếp tục hoạt động, mặc dù trên mặt pháp lý ở Việt Nam thì nó là cấm, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn là lén lút hoạt động. Những cái vụ việc quá lớn, quá tiêu cực thì nó cũng không diễn ra như trước đây, nhưng mà nó vẫn có những cái điều mà nó không hay lắm xảy ra. Về phía Hàn Quốc thì tôi biết là họ rất quan tâm, vì sau cái vụ việc mà một số cô dâu Việt Nam bị rủi ro cao thì vì vấn đề nhân quyền, cũng như là bởi vì khi mà các cô dâu sang lấy chồng Hàn Quốc cũng muốn tức là cái quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nó tốt đẹp. Và thứ hai nữa là cũng là cái trách nhiệm xã hội của vị chính phủ Hàn Quốc, cho nên cả chính phủ cũng như các cái tổ chức chính trị xã hội, kể cả phía chính phủ và các nhà nghiên cứu, họ cũng rất quan tâm vấn đề này. Và họ cũng muốn tìm ra một con đường làm sao là để mà có thể trao đổi với phía Việt Nam để tháo gỡ những cái vấn đề về mặt pháp lý cũng như về mặt thủ tục nó thuận lợi hơn, có một cơ sở pháp lý rõ ràng hơn, tốt hơn, thì phía Hàn Quốc rất là mong đợi những cái chuyện này. Và họ cũng cố gắng, ngay cả về ở Việt Nam thì họ cũng mở các cái lớp hỗ trợ các cô dâu về học tiếng và văn hóa trước khi mà đi lấy chồng. Ngay cả ở Thành phố Hồ Chí Minh thì họ cũng chủ động tổ chức những cái lớp này. Rồi khi sang Hàn Quốc thì các cái tổ chức về Hàn Quốc thì họ cũng mở các cái lớp để giúp đỡ hỗ trợ, và thậm chí là họ đến nhà để dạy cho các cô dâu ở tương Hàn, thậm chí là khi sinh thì họ cử người đến chăm sóc giúp đỡ các cô dâu Việt Nam trong cái thời kỳ sinh nở. Thì như vậy tôi thấy về phía Hàn Quốc thì có những động thái rất là tốt trong cái việc hỗ trợ các cô dâu Việt Nam. Dĩ nhiên là bởi vì số cô dâu thì khá đông, cho nên là rất khó có thể là giúp đỡ hết được cả. Nhất là một số cô dâu lại ở xa, ở vùng nông thôn, cho nên những cái thông tin rồi trình học vấn và hiểu biết về tiếng Hàn và thông tin nó không cập nhật, cho nên nhiều lúc người ta cũng không trực tiếp hỗ trợ đến tận nơi được. Thì có những trường hợp là cũng có một số khá nhiều những trường hợp như vậy. Trong cái nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là do trình học vấn và nghề nghiệp nó thấp, cho nên là cái hội nhập có những cái khó khăn nhất định về phía các cô dâu Việt Nam. Tuy nhiên tôi thấy rằng về phía Hàn Quốc thì họ có những cái động thái tích cực để mà cho các cô dâu hội nhập, nhưng mà họ nhìn dưới cái con mắt của người Hàn Quốc, tức là làm sao mà các cô dâu Việt Nam phải tiếp nhận được văn hóa Hàn Quốc giống như một cô dâu Hàn Quốc mà tại Hàn Quốc mà họ mong đợi. Cho nên cái nhìn như thế thì theo tôi nó không thỏa đáng lắm, tức là nó dẫn đến, theo quan điểm của tôi, tức là nó dẫn đến hiện tượng đồng hóa văn hóa và nó sẽ mất đi những cái bản sắc của cái văn hóa Việt. Cái đó không hay, và tôi nghĩ rằng là phải có từ tiếp nhận từ hai phía, tức là cũng phải làm sao cho các gia đình người Hàn Quốc và những chú rể Hàn Quốc hiểu văn hóa Việt Nam và hiểu về con người Việt Nam hơn, thì như vậy thì nó có sự chia sẻ thì nó hay hơn. Bởi vì về phía Hàn Quốc do cái hiểu biết văn hóa Việt Nam cũng có những cái hạn chế nhất định, cho nên thường là người ta muốn cho họ biết tiếng Hàn Quốc rồi phải học ăn là công việc nội sự gia đình rồi chăm sóc con cái rồi vân vân, đối xử trong gia đình và xã hội theo kiểu văn hóa Hàn Quốc. Thì thực ra cái văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc thì nó có những cái khác biệt, người Hàn Quốc lại không nhận ra cái sự khác biệt này. Chính vì đấy mà cũng dẫn đến một số cái mâu thuẫn gia đình nó liên quan đến yếu tố văn hóa mà cần thiết phải giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng là về phía Hàn Quốc phải quan tâm về vấn đề nơi này hơn, và tôi cũng đó có đề xuất về Hàn Quốc, tức là các cô dâu thì phải học văn hóa Hàn Quốc, rồi ngược lại thì cũng nên mở những cái lớp để cho các cái chàng rể Hàn Quốc hiểu về văn hóa Việt Nam và hiểu về phụ nữ Việt Nam, thì có sự chia sẻ và cảm thông hơn, thì như vậy nó dẫn đến cái gia đình nó hòa thuận hơn. Thưa quý thính giả,
Câu chuyện bi thảm của cô dâu trẻ Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng Hàn Quốc Jang Du-hyo giết chết chỉ sau 8 ngày đặt chân đến xứ sở này làm chấn động người Việt trong và ngoài nước. Khoa Diễm xin gửi đến quý vị loạt bài tìm hiểu về những khía cạnh liên quan đến vụ thương tâm đó. Cô Thạch Thị Hoàng Ngọc sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Cô thôi học và ở nhà giúp gia đình khi tuổi còn khá trẻ. Cuộc sống khó khăn khiến Ngọc quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh đi làm để phụ giúp gia đình. Mỗi tháng, Ngọc gửi về cha mẹ khoảng 1 triệu đồng Việt Nam để giúp đỡ ông bà. Vào đầu tháng 2 năm 2010, cha mẹ Ngọc, ông Thạch Sang và bà Trương Thị Úc bất ngờ khi nghe tin con mình muốn lấy chồng Hàn Quốc. Trích theo báo chí trong nước, ông bà nói rằng rất lo lắng vì Ngọc không biết tiếng Hàn và nơi đó quá xa xôi. Tuy nhiên, Ngọc đã an ủi ông bà và nói chỉ cần ra dấu là hai bên có thể hiểu được nhau. Những anh em trong gia đình cũng không được biết nhiều về quyết định này, một người anh của Ngọc nói. Em cũng không biết luôn, rồi đặt đám cưới em cũng không hay biết gì luôn. Nói chừng mà nghe tin rồi mới anh chị ở xóm nè, điện cho em hai mấy em về đây mới về tối. Thì ở trong xóm bây giờ thì muốn giúp cái gì cũng giúp đâu được đâu, thì chỉ biết khóc lóc này nọ thôi. Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, ông Trần Phước Hoàng cho biết, Ngọc đã đăng ký kết hôn vắng mặt tại Hàn Quốc. Do đó, nếu muốn công nhận việc kết hôn này tại Việt Nam, thì Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã có buổi phỏng vấn ông Jang Du-hyo và Ngọc đúng như quy trình. Bà Nguyễn Long Châu, cán bộ Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, người trực tiếp phỏng vấn hai vợ chồng cô Ngọc cho biết, bà đã hỏi 13 câu hỏi chính, đúng theo mẫu chung, và những câu hỏi phụ khác với sự giúp đỡ của thông dịch viên cho ông Jang. Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút và tất cả đều được ghi vào biên bản. Những câu trả lời của hai người đạt yêu cầu và ông Jang không có biểu hiện tinh thần hay những bệnh khác. Cũng theo lời bà Châu, do nhận thấy sự khác biệt tuổi tác khá lớn nên bà đã yêu cầu cô Ngọc trở lại cho buổi phỏng vấn thứ hai. Tại buổi phỏng vấn này, cô Ngọc cho biết cô muốn xây dựng hạnh phúc gia đình và không bị ai ép buộc. Đám cưới đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 2 năm 2010. Gia đình nhà gái đã nhận được 3,5 triệu đồng từ nhà trai trước khi cử hành lễ cưới. Sau nhiều tháng tiến hành thủ tục pháp lý, ngày 30 tháng 6, Ngọc lên máy bay đi Hàn Quốc. Chỉ 8 ngày sau khi đến Hàn Quốc và gọi về cho gia đình được một lần, Ngọc đã bị người chồng mới cưới đâm chết tại căn hộ gia đình sau một trận xô xát. Gia đình ông Thạch Sang nhận được tin con tử nạn một cách bất ngờ. Người chị lớn của Ngọc cho biết chị rất bất ngờ và không biết phải nói gì. Chị chỉ nói vài lời với RFA. Chị ơi, em cũng biết đó chị ơi, chị thông cảm cho em đi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông bà Thạch Sang đã được sự giúp đỡ kinh phí cho chuyến bay đi Hàn Quốc nhận xác con từ Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hiệp hội Người Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhung, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Cần Thơ cho biết. Đối với cái nhiệm vụ của hội hay là với tư cách của một người phụ nữ, thì chị cảm thấy rằng đó là có thêm một người phụ nữ của mình bị rủi ro. Tất cả mọi người ở đây cũng rất là buồn. Buồn cho cái số phận của cô gái đó. Ở phía phụ nữ của thành phố Cần Thơ thì chị không có đưa qua bên Hàn Quốc được. Chị không có cái khả năng đó, mà chị đã trao đổi với báo cáo với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chị đã báo cáo với các cơ quan chức năng của Cần Thơ rồi chị có liên hệ với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Thì báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử một cái phóng viên đó để cùng với gia đình để đi qua bên đó. Rồi cái Hiệp hội Người Hàn Quốc ở Việt Nam đó thì họ cũng đã cùng với báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh để mà trao cái visa rồi hộ chiếu cho gia đình rồi hỗ trợ tiền để đưa gia đình đi qua bên Hàn Quốc rồi. Tuy nhiên, bà Nhung có cái nhìn khá thoáng về việc các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Cái việc mà phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài nữa là cái chuyện bình thường thôi, cái hôn nhân mà. Hôn nhân thì cứ người đó cứ thấy là cái người khác giới của mình mà
vừa hợp ý thì họ kết hôn với nhau thôi. Cái chuyện này là cái chuyện bình thường á. À, những con số thì nó cũng không nhiều lắm. Nó cũng không nhiều lắm. Trong năm 2007 thì nó có khoảng gần 1.000 người coi trường học. Khi đến Hàn Quốc, hai ông bà Thạch Sang đã không được gặp mặt gia đình chồng của người con gái xấu số. Tang lễ hỏa táng Ngọc cử hành vào ngày 15 tháng 7 tại Busan, Hàn Quốc. Sau hai ngày ngắn ngủi ở xứ người, ông bà Thạch Sang đã về lại Việt Nam vào ngày 16 tháng 7. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông bà Thạch Sang đã nhận được những khoản tiền quyên góp của Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam, và sau đó đã đưa hài cốt của con gái về huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, chuẩn bị tang lễ. Thưa quý thính giả, về vụ cô dâu trẻ bị chồng Hàn Quốc giết sau chỉ 8 ngày tới xứ sở này, Hoa Diễm đã tóm lược về cuộc đời và mối lương duyên của cô Thạch Thị Hoàng Ngọc với ông Jean Duhiel, mà kết cuộc là cái chết bi thảm của cô. Người dân xứ Hàn nghĩ thế nào về vụ này, cũng như về dịch vụ môi giới hôn nhân từ nước khác? Hoa Diễm tiếp tục ghi nhận gửi đến quý thính giả. Cái chết của cô gái 20 tuổi Thạch Thị Hoàng Ngọc là vụ án mới nhất trong một dãy các án mạng xảy ra cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn qua những dịch vụ hôn nhân mà không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa khác biệt và sự thiếu chuẩn bị tinh thần khi bước vào một cuộc hôn nhân đa chủng là những nguyên nhân lớn nhất để dẫn đến sự thất bại trong cuộc sống vợ chồng, và đôi khi cái chết là kết quả của những lý do này. Theo tờ Yonhap News của Hàn Quốc ngày 14 tháng 7, nhiều người dân xứ Hàn cho rằng đây là một việc lớn hơn các cá nhân. Nó là vấn đề của hai đất nước, và họ không muốn điều này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Hàn-Việt. Nhưng họ cũng hiểu là người Việt đang rất giận, và nếu như một công dân Hàn Quốc bị giết như thế này, thì chắc chắn họ cũng sẽ rất giận dữ. Cảnh sát thành phố Busan cho biết, hiện vụ án đã được chuyển đến tay các công tố viên của tòa án, và phiên tòa thẩm định vụ án sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Điều tra viên của ty cảnh sát thành phố nói rằng, ông Chan sẽ bị buộc tội giết người vì họ đã có bằng chứng đầy đủ, và theo luật Hàn Quốc, kẻ giết người sẽ phải trả số tiền khoảng 20.000 đô la Mỹ cho gia đình nạn nhân, nhưng họ không rõ số tiền này sẽ được giao cho ông bà Thạch Sang khi nào, nhưng việc này chắc chắn sẽ xảy ra trước khi tòa kết án. Ty cảnh sát cũng cho biết, ông Yang Duhiel đang mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, do đó hình phạt tội giết người của ông có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự việc sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai thì phải đợi sự phán quyết của các thẩm phán, vì tại Hàn Quốc họ không có bồi thẩm đoàn. Ngoài ra, dịch vụ môi giới hôn nhân đã giới thiệu cô Ngọc cho ông Jan cũng sẽ bị phạt vạ vì tổ chức này đã làm việc không có giấy phép của chính phủ, nhưng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô Ngọc. Bà Khan Bắc Trung, trưởng nhóm ủng hộ gia đình đa văn hóa, dưới quyền của Bộ Gia đình và Bình đẳng giới của Hàn Quốc, cho biết. Tôi nghĩ đây là một điều rất đáng buồn. Hàn Quốc có một chương trình gia đình đa văn hóa rất chắc chắn. Hiện tại, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới là đơn vị đứng đầu của chương trình này. Tôi nghĩ rằng giữa các gia đình và Cục Quản lý về vấn đề này nên có sự liên hệ chặt chẽ hơn. Những gia đình nào có con cái, có vấn đề tâm thần và vẫn muốn kết hôn với người ngoại quốc thì phải thông báo với gia đình cô dâu. Cuộc hôn nhân này đáng lý ra phải chấm dứt, hoặc là ông Giang phải đợi đến khi ông ta hoàn toàn lành bệnh rồi mới kết hôn. Thật là một điều đáng buồn khi gia đình của ông Giang đã không nhận trách nhiệm trong việc này. Ông Giang phải nhận một bản án thích đáng cho tội ông đã phạm. Theo suy nghĩ của tôi, vụ án này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Có rất nhiều công ty và công dân Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam, họ sẽ phải chịu những ảnh hưởng không tốt. Gia đình và hàng xóm của ông Giang đã từ chối trả lời khi phóng viên RFA tại Hàn Quốc tiếp xúc với họ. Bà Lee In-Koo-Ung, Giám đốc Trung tâm Gia đình Đa Văn hóa Uhurim tại thành phố Busan, Hàn Quốc, bày tỏ sự phẫn nộ.
근데 그 저희는 사실은 늘 그 상업적인 결혼 알선업체가 얼마나 많은 이주가 피해를 주고 있는지 오랫동안 얘기를 문제 제기를 해왔었었거든요. 그 예 그런 것에 대해서 이제 이렇게 사건이 tổ chức của chúng tôi tích cực phê bình những dịch vụ thương mại hôn nhân quốc tế. Thảm kịch như thế này xảy ra gần như mỗi năm. Những dịch vụ môi giới như thế này giống như là những công ty buôn người. Tôi nghĩ đây là một vấn nạn rất lớn cho xã hội khi chính phủ để cho việc này xảy ra. Hiện Hàn Quốc có 171 trung tâm ủng hộ gia đình đa văn hóa và 171 trung tâm này đều được chính phủ bảo trợ. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của phóng viên RFA khi tiếp xúc với những trung tâm này, thì các nhân viên làm việc hầu như không nghe và nói được tiếng Anh. Do đó, dù các cô dâu Việt Nam hay một nước nào đó cần sự giúp đỡ thì cũng rất khó có thể nhận được. Khi chúng tôi tiếp xúc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thì thư ký của ông Trần Trọng Toàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết Đại sứ không có thời gian để trả lời báo giới và không biết khi nào phóng viên RFA mới có thể lấy hẹn với ông. Việt Nam và Hàn Quốc có một mối tương giao khá tốt, và trong thời cận đại, sự thân thiện giao bang này thêm bền chặt với ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nền văn hóa Hàn cũng được người Việt trong nước đón tiếp nồng hậu qua những bộ phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, đây chỉ là khía cạnh tích cực của Việt Nam đối với Hàn Quốc. Liệu thực sự người dân Việt có được nhận sự ưu ái và tôn trọng này từ xứ sở kim chi hay chăng, khi ngày càng nhiều những cảnh cô gái Việt Nam xếp hàng để đàn ông Hàn Quốc chọn làm vợ? Chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng chính thức yêu cầu Hàn Quốc phải xin lỗi hay bồi thường cho cái chết của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc. Vậy người dân Việt có thể nào nghĩ rằng nhà nước không quan tâm đến họ bằng những mối lợi về kinh tế hay không? Quý vị, cái chết của cô Thạch Thị Hoàng Ngọc đã làm dấy lên nhiều dư luận khác nhau về những cuộc hôn nhân Hàn Việt. Sau khi tiếp chuyện cùng ông bà Thạch Sang là cha mẹ của cô Ngọc, Khoa Diễm có bài tóm lược những tin mới nhất về vụ này. Câu chuyện cô dâu trẻ Thạch Thị Hoàng Ngọc nhận được rất nhiều sự quan tâm của người Việt trên toàn thế giới, và người Hàn Quốc cũng quan tâm đến vấn đề này không kém. Sau khi ông bà Thạch Sang sang Hàn Quốc, một nghệ sĩ Hàn đã cùng ông bà đưa xác cô Ngọc về quê, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ để an táng. Ông Han Sen Kyo nói rằng, đất nước ông là một xã hội đa văn hóa, khác rất nhiều so với trước đây. Vì thế, nên việc người Hàn Quốc kết hôn với cô dâu nước ngoài là vấn đề chính phủ rất quan tâm, và luôn tìm giải pháp để giúp đỡ họ hòa nhập. Ông Han bày tỏ rằng, trường hợp của cô Ngọc gặp một người chồng tâm thần là ngoài ý muốn và rất đáng tiếc. Ông khuyên các cô dâu Việt Nam nên cân nhắc và chọn lựa kỹ người phù hợp với mình trước khi tiến đến hôn nhân. Ông bà Thạch Sang cũng cho rằng đây là một trường hợp không may. Ông nói, tôi nói giờ nước và giờ thấy cũng êm đẹp chứ đâu có gì đâu, người ta đối xử với tôi, gia đình tôi cũng thấy thoải mái lắm. Mà tại vì thằng này nó tình hình nó giữ thì nó chịu tôi chứ sao vậy? Hội người Hàn tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp một số tiền là 20.000 đô la Mỹ để giúp đỡ cho gia đình nạn nhân. Cùng thời gian này, tờ Chosun Ilbo cho biết là gia đình cô Ngọc sẽ được bồi thường 25.000 đô la Mỹ. Và Thủ tướng Hàn Quốc cũng kêu gọi sự kiểm soát chặt chẽ hơn với các dịch vụ môi giới quốc tế và tăng ngân sách cho các tổ chức trợ giúp những gia đình đa văn hóa. Bà Lee In-kyung, giám đốc trung tâm gia đình đa văn hóa Uhurim tại thành phố Busan, Hàn Quốc, đã từng bày tỏ sự phẫn nộ. 네, 그 저희는 사실은 늘 그 상업적인 결혼 알선업체가 얼마나 많은 이주가 피해를 주고 있는지 오랫동안 얘기를 문제 제기를 해왔었었거든요. 그 예 그런 것에 대해서 이제 이렇게 사건이 tổ chức của chúng tôi tích cực phê bình những dịch vụ thương mại hôn nhân quốc tế. Thảm kịch như thế này xảy ra gần như mỗi năm.
những dịch vụ môi giới như thế này giống như là những công ty buôn người. Tôi nghĩ đây là một vấn nạn rất lớn cho xã hội khi chính phủ để cho việc này xảy ra. Nam Hàn sẽ có những chương trình cải tổ các dịch vụ môi giới hôn nhân. Vì qua bi kịch của chị Thạch Thị Hoàng Ngọc, chính phủ Hàn ngày càng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này ngay tại xứ sở Kim Chi. Theo thông tin từ Hàn Quốc, thì văn phòng Thủ tướng Hàn Loan tin rằng những công tác cải cách sẽ do Bộ Tư pháp, Công bằng giới tính, Văn hóa và Đối ngoại trực tiếp thực hiện. Họ sẽ có những buổi thảo luận về các đề tài như quản lý cách các công ty môi giới quốc tế làm việc, đến làm thế nào để giúp đỡ những cô dâu ngoại quốc. Trở lại vấn đề của ông Chan Du-hyo, thì những tin tức mới nhất cho biết, trong thời gian từ năm 2005 đến nay, ông đã phải đến bệnh viện 57 lần để điều trị căn bệnh tâm thần phân liệt của mình. Khi bị cảnh sát Busan bắt, thì ông này đã khai rằng ông nghe một tiếng nói nào đó nói ông nên giết cô vợ của mình khi hai người có cuộc cãi vã trước khi xảy ra án mạng. Những thống kê cho biết, tại Hàn Quốc, trong năm 2009 vừa qua, có gần 2.000 cuộc hôn nhân đa chủng, mà các cô dâu phần lớn là đến từ các nước châu Á như Lào, Việt Nam và Campuchia, 47% các cô dâu ngoại quốc là người Việt Nam. Các nhà hoạt động xã hội cho biết, nhiều trung tâm môi giới đã lừa các cô dâu ngoại bằng cách nói không đúng sự thật về gia cảnh của các chú rể hàng, gây nên tình trạng rất nhiều cô dâu phải sống chung với các ông chồng nghèo, bệnh tật, say xỉn, hay nói chung là rất khó sống. 1/3 số nông dân và người đánh cá phải cưới vợ ngoại quốc vì họ không tìm được người bản xứ chịu sống tại các vùng biển và vùng quê. Sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 7, tòa án tại thành phố Busan đã xử phạt 3 người môi giới 1 năm tù giam với tội danh đã sắp xếp những cuộc hôn nhân không giấy phép giữa các người đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam có các lớp học hỗ trợ, đào tạo văn hóa, ngôn ngữ cho các cô dâu Việt lấy chồng Hàn, nhưng lớp học này chỉ diễn ra trong 1 ngày, và phần đông các cô dâu có trình độ thấp và không biết tiếng Hàn, do đó kết quả không có là bao. Chính quyền Hàn Quốc muốn chứng tỏ rằng đất nước của họ là một xã hội đa văn hóa và đang cố gắng sửa sai khi một công dân của họ có hành động giết người ngoại quốc. Tuy nhiên, người dân tự hỏi rằng chính phủ Việt Nam đã có những chương trình hay tiếng nói nào để bênh vực người dân của mình hay chưa?